tất cả những cái ảnh thì gia đình chúng tôi chỉ giữ một cái ảnh duy nhất là ảnh thờ, trên bàn thờ là ảnh chân dung. Thứ hai tức là một ảnh trong cùng với các cụ trong một cái đám cưới của bà chị tôi. Ở một cái thời kỳ gần như là cách mạng về văn hóa, cho nên chúng tôi phải đốt hết tất cả những cái bằng chứng, những cái chứng cứ về liên quan đến Pháp.